xỉu. Tấm thân mỏng manh nhỏ bé xin kính chào đại gia đình. Thì rất vui được gặp lại cả nhà ở video ngày hôm nay. Ngày hôm nay em có máy quay rồi, em đi quay được rồi. Sau nhiều ngày gian dở, tạm ngưng gián đoạn vì hôm bữa té ao banh chành, bây giờ em đã có mặt lại ở đây để gặp lại đại gia đình. Thì Ngân hổm gài cũng nhớ cả nhà lắm chứ, chịu đâu có nổi. Đi câu riêng là một phần, còn một phần nữa là riêng lên sóng để gặp lại anh em và các bạn, các cô chú anh chị. Giờ ghiền đi câu mà ghiền sóng ảo đó, bởi vì ngày nào không lên sóng buồn lắm cả nhà ơi. Cho nên em quyết định em dây bạc nóng luôn, em dây bạc nóng, em chơi camera luôn nó, dây bạc nóng chơi camera luôn, ngồi tới tháng đóng lời cho người ta, câu cá bán để đóng lời đó. Trời sao mà ông chờ chờ ông chiếu chiếu vậy ta, qua đây cho ông hết chiếu đó. Bây giờ thì phải tranh thủ mà bào kiếm cá để tới tháng đóng lời. Bây giờ dây bạc nóng sắm camera rồi, biết nào mới trả vốn lại được đây, kiếm mình đóng lời thì quả mai các bạn ơi. Nhưng mà giờ chơi rồi phải chịu thôi chứ sao giờ. Rồi hy vọng là hôm nay đi có cá nhiều nhiều cho anh em thấy thích, anh em rồi like chia sẻ video rồi cho nhiều người biết rồi bạn em mới có chi phí em đổ xăng rồi ăn uống rồi để có sức đi câu rồi có tiền mà đóng trả bạc góp. Xong nữa thì có tiền nhiều nữa thì trả luôn tiền gốc người ta, chứ kiểu này là chết luôn anh em ơi. Mấy bữa nay đi thì ông có ông sang cây lóc, tại ông phải chạy xe rồi, ông thì có công việc, mình thì lông bông đó, đã lông bông mà bây giờ dây nóng thiếu nợ nần đấy không, bây giờ thì phải đi tranh thủ kiếm cá mà đóng mặt đóng tiền lời cho người ta nè. Anh em nào có yêu quý mình hãy like chia sẻ video cho mình nha, để mình có động lực để mình dây tiếp bật nóng tiếp, đặng mình chơi cái máy hiện đại hơn nữa ha. Chứ bây giờ còn điện thoại nè, nó cũng tưng giật, nó muốn tắt nguồn và nào tắt nguồn nha các bạn ơi. Cho nên quay cái cảnh nó không còn toàn cảnh, không có còn được như mấy clip trước nữa rồi. Có là nó muốn tắt gì nào nó tắt mình cũng không biết nữa. Khi đang dính Hugo nó tắt, cái tắt lại người ta luôn á. Bị câu chủ yếu để quay lại cho các bạn xem, mà quay không được tôi đập nó bỏ luôn á. Rồi bây giờ tranh thủ đi rồi cái nhà ơi, đi thôi các bạn ơi. Đi thôi, chúc cả nhà xem video vui vẻ nha. Đi.
lên hè các bạn ơi. Đây lên hàng nha. Wow. Đi. Rồi, nuốt. Nuốt con mini phốt trong lũng luôn. Lên hàng nha. Có nhớ, có nhớ. Mới đi ngang thấy con cá lóc nó thở. Trời ơi, trời trời. Trời đất hụt. Rồi dướng như dây điện luôn. Khổ đời tôi luôn rồi. Trời ơi, giật cái này điện đúng rồi. Chết tôi rồi các bạn ơi. Rồi. Ừ, hên quá, hên quá. Hên quá, nhờ vậy. Nhờ vậy đơn nó có độ đàn hồi. Xài giấy đơ là nó tiện cái gì đó các bạn ơi, nó có đồ hành đạn hồi. Cá này có nằm đây không trời. Tự nhiên đi ngang thấy ổng nổi lên ổng thở. Ôi này các bạn ơi, ôi này. Ôi này. Ôi trời ơi, trời ơi. Cái gì mà kêu gắt 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 vậy. Ôi ôi, lên hàng. Quá phê. Ôi trời ơi, con lên hàng. Cái máy làm gì kêu cụp 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 trời. Chết luôn. Lên hàng các bạn ơi. Wow. Quá phê ha. Heo con. Heo con lên hàng. Sóc hai mỏ. Sóc hai lưỡi gì cái mỏ. Sóc vô xì vậy nè mới không xảy.
đó thôi các bạn ơi. Sao cái máy nó kêu kỳ vậy ta? Máy cứng kêu gắt vậy ta? Đây các bạn ơi, điểm câu quen thuộc. Đó, điểm câu quen thuộc bây giờ các bạn thấy không? Cá nó chết nằm phơi thay. Đó, con bé con lớn gì nó chết, nó nằm tựa lưa hạt dưa hết, chết hết rồi. Sang ghê lóc hơi làm mất cái điểm câu rồi. Điểm này cá nhiều lắm đó các bạn, thấy nó chết nó nổi trắng giả chứ không. Đó, những điểm trắng đó là cá không nha các bạn. Đó, những cái xác nổi trắng đó là cá không, nó xác cá đó. Đó, đây là kết quả của những liều thuốc cá đổ xuống. Rồi, vậy là hết cá lóc để câu các bạn ơi. Thường thường câu cá câu được có vài con. Các bạn cũng thường vô la chửi là cá nhỏ, cá gì cũng bắt ăn cho tận diệt, câu cá mà làm sao hết nổi các bạn. Đây, như trường hợp như vậy mới hết nè. Nó chứ câu cá mà làm sao mà câu mà tới hết nổi như vậy mới hết đó. Đó, đổ vài liều thuốc cá xuống đây là coi như xong hết đó. Bây giờ nó chết lại láng hết, cá nhỏ thì đâu có bắt đâu, ta vớt cá bự hết rồi. Giờ còn mấy cá nhỏ nó chết nằm lái láng vậy. Câu cá là môn giải trí thôi, câu mình chẳng qua để vui thôi chứ làm sao mà tận diệt các bạn. Chỉ sợ xiệt với thuốc thôi, mà xiệt còn đỡ, nó còn không có chết hết, còn kiểu này nó mới chết hết nè các bạn. Thôi bây giờ đi cuốn cần kiếm chỗ khác. Lên hẹn, lên hẹn. Wow, ơi ơi đây một em. Trời ơi, con nhỏ xíu vậy có cá.
Trời ơi. Xỉu xỉu. Wow, quá xa rồi, quá xa rồi các bạn ơi, quá xa luôn. Ôi hết có biết, trời ơi, bay bay đi nào, bay đi nào. Ôi ơi, quá hết có biết con vô rồi, quá trời rồi, cái mấy rồi trời đất ơi, đôi dép của tôi này là đôi dép. Ôi già quá trời, trời ơi, cần em mở nhắc lên đâu có nổi, kéo vô tới bờ rồi lấy con dây gỉ nó lên. Quá quá mê em nợ ép, anh nợ ép. Quá trời rồi. Đây ba chỉ ta cũng lấy đi cả chỉ làm cùng mà tắt thì cũng được cả thôi mà được chưa bà à bún ta này siêu được cũng muốn tiền như chỗ bây giờ đi gặp chụp món món ta nào ta thì tiền gì nó có là chỉ nó chuyện cho bán siêu nhỏ nhỏ đó mê mê coi mấy ông Thái Lan giờ liệu các bạn ơi, quá phê mê mê mấy em. Quá trời ơi, nó dài sọc quá trời. Cảm ơn tin tên đi xuống nơi tổ đến tổ tin tiền xem là mô lỗ cái gì đó hả? Bên tổ đi xì đứa ủ xì ủ anh khó quá lì xì à. Ủa lì xì à. Là con cá này chắc hơn ký 2. Nó vừa táp quá dữ. Ồ, thì vượt lên quá phê.
Trời ơi, Hugo. Hugo cả nhà ơi. Hugo. Hugo. Tây Nguyên Vlog ơi. Lâm Phong Ngô Khanh Phạt. Tin Lu ơi. Sang ghê lóc ơi. Hôm nay lên Hugo quá trời to nha. Đây. Thấy không? Chụp hình lên tấm coi. Cameraman, chụp hình mình tấm cameraman. Đó. Rồi, chụp hình lên tấm nha. Là mình nè nè, đủ kiểu luôn nè đó. Quá phê ha, quá phê cả nhà ơi, đó. Đủ kiểu luôn nè, đó. Đó. Đủ nhát đủ kiểu luôn. Thôi, thôi. Diễn bao nhiêu thôi. Bây giờ vô giò. Vô giò thôi. Trời ơi trời, nó nằm nè các bạn ơi. Quá trời dài cái giò nữa ông nội ơi. Rồi, bây giờ vô giò các bạn ơi. Quá trời phê rồi. Gió lên rồi trăng bồm theo mái, rước chiều lên ta nướng khô phai. Hình như đọc hình như cái sai hay gì đó. Thôi về cả nhà ơi. Ô hồi nãy lên vô quá trời phê mà xem lại camera nó không mê. Thằng quỷ cameraman nó quay cho mình, nó quay về đứng chết chân rồi, nó không quay chuyển động theo quay theo con cá gì hết trơn, tự nhiên quay lúc mình nằm xỉu với con cá thấy mình không thấy con cá. Quỷ cameraman này về trừ lương nó được. Đây nè các bạn, cameraman mình nè, nó quay nó không chuyển chuyển cho nó biết đứng chỗ không. Cái thằng này không được rồi, mốt tiễn thằng khác đó. Rồi thì bây giờ về thôi, phê quá rồi. Để một đường về xa nó chết là uổng lắm á các bạn ơi. Lâu dữ rồi mới được cảm giác lên Hugo lại. Cách trước lên thường lắm, bây giờ hiếm lắm các bạn ơi. Cá lý tí tí không các bạn thấy không? Được con Hugo này, mấy con kia thả hết rồi. Bây giờ thì xô hàng con Hugo này. Diễn lại cái cảnh nằm hồi nãy ha. Quá phê mà quay không đẹp. Rồi bắt đầu xô hàng lại nha. Trời, chết rồi mình mấy. Con trời còn quá trời phê các bạn ơi. Nè. Này đúng là nằm với Hugo nằm vậy nè nó. Chụp cho tấm hình nha. Tấm hình các bạn ơi. Quá trời Hugo ơi. Thấy không? Nè, thấy không? Đó. Chụp Hugo là phải lê lết vậy đó. Đấm Hugo lên là phải lê lết bò vậy đó. Đó. Quá phê không? Nằm như là chụp tấm hình nha. Quá trời. Thôi. Diễn nhiêu được rồi. Về cái nhà ơi. Ai, và bây giờ thì về thôi. Về thôi, chúc cả nhà luôn được những phút giây vui vẻ, một gia đình hạnh phúc và một sức khỏe dồi dào nha. Bye bye, và mình hẹn gặp lại ở clip tiếp theo. Bye bye, Hugo đây. Bye bye cả nhà.